Vô tới quán cà phê nè cô chú. Xin chào cô chú anh chị, bây giờ ông nội đã đến rồi nè. Hello cô chú anh chị và các bạn ơi, sáng nay thứ bảy cuối tuần mọi người. Thì tuần này ba Chi sẽ không có ở nhà, cho nên là Kim sẽ tự dẫn Chi đi chơi. Hoa nhà Kim nè cô chú, hoa tulip nè, cái này nó muốn tàn hết rồi, rất là to luôn cô chú anh chị. Còn cái này là hoa loại nhỏ nè, màu vàng đẹp quá trời luôn ha. Cái loại nhỏ này thì nó mới vừa nở luôn. Hôm nay Kim sẽ dẫn Chi đi vô trong thị trấn, đi mua một ít đồ. Đồ mùa hè đó mọi người. Với lại cho Chi đi vòng vòng đi chơi, Chi đòi ra chỗ làm của Kim nè. Cho nên Kim sẽ dẫn đi vòng vòng, tại vì cái tiệm nail cũng ở trong đó luôn. Cho nên là sẵn dẫn Chi đi vô đó chơi luôn. Đang đợi taxi mọi người. Xin chào ông bà cô chú đi Chi. Taxi sắp đến rồi đó. Đặt Uber đó cô chú anh chị. Ở bên này đặt Uber thì thường là khoảng 9 đến 10 phút người ta tới. Đây, tới luôn rồi. À không phải, không phải. Phải không? Cái xe này không có nhãn. Đây nè cô chú ơi. Chị nhìn mẹ chị, hello cô chú đi. Hello. Nhìn vô đây. Chị chào. Hai mẹ con đã đi vô cái cửa hàng bán đồ, đã mua một ít đồ rồi đó mọi người. Bây giờ đang đi bộ, đang kiếm chỗ ăn nè. Em Chi nhìn thấy bên kia có một cái shop bán đồ toàn là công chúa không à cô chú ơi. Bây giờ em Chi muốn đi vô đây. Nhưng mà Chi muốn mua cái gì là chỉ một cái thôi nha. Ok, rồi let's go. Không có xe, ở đây. Hôm nay cũng phải đi rồi cô chú anh chị ơi, ở trong cái shop đó không có cái gì mà để mua được hết trơn á, toàn là bán những cái đầm giống như là đầm công chúa mà cho mấy cái bé diện cái ngày đám cưới của ba mẹ hay là giữ cái tiệc gì á cô chú, cho nên là thôi không có mua mọi người. Em Chi đói bụng rồi cô chú anh chị, hoa đẹp quá. Này đi Chi, mình đi mua đồ ăn ăn Chi ơi. Ở đây có rất là nhiều cái cửa hàng bán đồ cũ nè mọi người. Bán quần áo, đồ nội thất mà những cái đồ cũ á, nữ trang, sách nhiều lắm. Giờ tới quán cà phê nè cô chú ơi. Em Chi mới đi có hơn một tiếng mà mệt rã rời luôn rồi, đòi chỗ kiếm chỗ ngồi nè cô chú anh chị. Kim đã gọi bánh mì nướng rồi. Cái tiệm nail của Kim ở đây luôn nè, ở trong cái trung tâm mua sắm này luôn đó mọi người. Mà nằm bên đây nó nhìn xéo qua đó là thấy đó cô chú anh chị. Chi chuẩn bị làm nail nè. Đây, tiệm nè. Thì đây là cái chỗ mà Kim đang học làm nail á cô chú anh chị. Cái bạn chủ cửa hàng, cái bạn mà chủ nail này nè, là lúc trước Kim gặp ở chỗ Kim học tiếng Anh đó, ở trong trường học tiếng Anh đó. Rồi xong rồi xin Facebook về nhắn tin hỏi thăm này nọ, thì bạn nói là bạn có tiệm nail, thì Kim ra đây xin học nghề mọi người. Bạn nhỏ tuổi hơn Kim luôn nhưng mà rất là giỏi, và cũng rất là nhiệt tình và thân thiện. Nó dạy, nói chung là dạy rất là nhiệt tình mọi người. Kim học được tính ra 2 tuần thì một tuần học có 3 ngày thôi. Hôm nay Kim cũng làm được móng chân cho khách rồi đó cô chú anh chị, bào và sơn treo gì đó. Hôm nay em Chi muốn đi vô shop nail của mẹ nè, đi vô chọn màu làm luôn nè cô chú anh chị. Thấy bả điệu thấy ghê luôn chưa. Đi tiệm nail xong rồi cô chú ơi, xong rồi lúc nãy mới đi cái shop với cái cửa hàng mà bán đồ dùng gia đình đó. Dạ, mua một ít đồ nữa. Bây giờ đang đợi taxi về nè cô chú. Cho cô chú coi móng tay coi, nãy mẹ làm móng tay coi.
đẹp quá trời, là lấp la lấp lánh nè cô chú ơi. Coi nè, xin điệu nè cô chú. 1, 2, 3, 4, 5. Chi rất là thích cái váy hoa này luôn cô chú anh chị ơi. Hôm nay tắm xong mà cũng đòi mặc nữa nè. 2, 4, 5, 6, 2, 7, 8. Đây là cái vườn hoa sau của Chi, của đây là cái vườn hoa phía sau của Kim nè cô chú anh chị. Mấy cái hoa này nhỏ nhỏ này nó dễ thương quá chừng, nó sát mặt đất luôn nè, nó màu tím rất là đẹp nè cô chú. Buổi sáng là nó nở đó, buổi chiều bây giờ nó úp lại rồi nè cô chú, giống như hoa mắc cỡ quá ha. Còn phía bên kia là hoa tulip của Kim. Đây nè, có 3 loại tulip luôn. Cái tulip này ha, nó búp búp như vậy đó. Đây, cái này bữa nay nó xuất sắc luôn nè cô chú anh chị ơi. Đẹp quá trời luôn, bự lắm nha cô chú. Nè, nhìn cái cánh của nó nè, xinh chưa. Còn cái tulip này là có nhiều cánh nè cô chú anh chị. Quá trời đẹp luôn. Đây đó, nó nở quá trời luôn rồi đó. Cái màu đỏ rực luôn đó mọi người. Hôm nay có 2 bông nè. Cái búp này có 3 búp luôn. Đẹp quá trời đẹp. Cái cây lá phong của Kim bữa nay cái lá nó ra hơi to thêm một chút rồi nè mọi người. Ít bữa là nó xè ra luôn, là đẹp dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Anh chị ơi, Kim nó làm mì cho Chi nè. Mì này giống như cái mì của Ý á cô chú. Xong rồi Kim trụn lên cho nó chín, xong rồi Kim trộn bơ lên, xào bơ với lại hành. Đừng có bóc cái tay con, với có cá hồi chiên nè, gọi chị ăn đi. Đổ nha. Ừ. Nó gì đó đó. Chào buổi sáng cô chú anh chị ơi, sáng nay chủ nhật rồi mọi người. Hôm nay ông bà nội sẽ đến chở hai mẹ con Kim đi chơi. Kim ăn sáng nè, có cái bánh giò hôm qua đi tới cái shop nail đó, cái bạn đó cho Kim cái bánh giò nè. Cái bánh giò này hồi xưa tới giờ Kim ăn có một lần ở Sài Gòn thôi mọi người. Xong rồi bây giờ cho lại lần thứ hai nè. Trong này Kim thấy có trứng. Cái này hình như là nó xuất xứ từ ở ngoài Bắc hay gì đó phải không mọi người? Cho nên là ở dưới quê Kim á, là ở miền Tây là không có đó. Khi mà Kim lên Sài Gòn đi học á, thì mới ăn thử có một lần thôi đó. Bây giờ Kim thấy nó hơi lạc lạc nè. Kim lấy cái chén nước mắm chua ngọt này ăn. Mời cô chú anh chị nha. Xin chào con bạn khách chú. Xin chào cô chú anh chị. Bây giờ ông nội đã đến rồi nè. Ông nội sẽ chở hai mẹ con tới nhà của ông bà nội. We went into St. Helens yesterday, did you, Kim? Yeah, I am. And, you went to the your friend's nail bar? Yeah, I went to the... Open. Choose one. Which one do you like the best? That one? Well, that's the one you'll get then. A friend of Nanny's here, little girl, made these. Oh, really? Yeah. So, I've got one. She share it. I've got Nancy's. And I've got Harriet's, and there's yours. Oh, that's lovely. Nice. Doesn't that look pretty? What do you say? Thank you. You're welcome. Này Chi tới nhà ông bà nội, Chi cũng vẽ nữa nè cô chú ơi. Ông nội lấy, ông nội có mua cái bộ viết nè, với tập cho Chi để dành Chi tới Chi chơi nè. Bà vẽ tối ngày vậy đó. Đây cái bộ đồ chơi của bà nội để dành cho Chi. Heo quá trời heo con, dễ thương quá. Ở chút chiếu nè. Cherry blossom. Đây có hoa đào kìa mọi người. Đây, kia là cái nhà thờ, cái nhà hàng trong đây nè mọi người. Rất là lớn luôn. Chi làm toán nè cô chú anh chị ơi. Ông bà nội dẫn hai mẹ con đi ăn trưa. Nào mẹ coi đúng chưa. Chi nó với cây trái không à, chả với cây trái với ngược. Rồi số 9 ngược rồi đó, wrong way round rồi đó Chi. Wrong way round Chi. That's good though. Well done, darling. Bo viết lại đi.
Boy, viết lại. No, no. Okay then, Nev. You got a nice smiley face now. Hey. Dad. You got a nice smiley face, sweetheart. Granddad. Đây là thịt bò mọi người, đây là bữa ăn cái gì gọi là gì, Rossunday, là bữa ăn tối truyền thống của người Anh đó cô chú anh chị. Kim thì có thịt bò nè. Put this on your website, this Kim. Yeah, this is unbelievable. Yeah. Oh my god. You put the gravy. Chị có mì Ý ngon không chị? That's good. Cái nhà bếp.